Ông Putin tuyên bố nóng về cuộc chiến ở Ukraine và tương lai hòa bình, tự do, ổn định. Quan chức Ukraine, cuộc phản công sắp tới không phải là trận chiến lớn. Bakhmut bị phá hủy hoàn toàn, Ukraine dồn lực chọc thủng phòng tuyến Nga. Cuộc phản công quyết định phương Tây có giúp Ukraine vượt lằn ranh đỏ của Nga. Ông Stoltenberg, tất cả thành viên NATO ủng hộ kết nạp Ukraine. Kính chào quý vị đến với chương trình Tiêu điểm quốc tế, bức tranh toàn cảnh về những sự kiện chính trường thế giới nổi bật trong suốt 24 giờ qua. Thưa quý vị, hôm 9 tháng 5, trong bài phát biểu ngày chiến thắng của Tổng thống Nga Putin đã tuyên bố, giống như đại đa số người dân trên hành tinh này, Nga muốn nhìn thấy một tương lai hòa bình, tự do và ổn định. Nhưng một cuộc chiến đã nổ ra chống lại Nga và Moscow sẽ chiến thắng nó. Ngay lập tức, tuyên bố của ông đã gây chú ý đối với toàn thể thế giới. Đọc diễn văn trước lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ hôm 9 tháng 5, ông Putin đã mở đầu bằng lời chào đến các sĩ quan và binh lính Nga đang tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Nhà lãnh đạo Nga khẳng định chiến thắng trước phát xít Đức là nhờ công lao của toàn bộ nhân dân Liên Xô, tuyên bố một phút tưởng niệm những người đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Tổng thống Putin tuyên bố, trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại, ông cha ta đã chứng minh rằng không có gì mạnh hơn tình yêu tổ quốc. Nhấn mạnh, Nga thực hiện chiến dịch tại Ukraine là đúng đắn. Nhà lãnh đạo Nga ca ngợi những người đã nhập ngũ trong đợt động viên, cũng như lực lượng dân quân, an ninh quốc gia và các đơn vị khác. Ông Putin nhấn mạnh, chúng tôi chào đón tất cả những người chiến đấu cho nước Nga, những người thực hiện nghĩa vụ quân sự của mình. Một cuộc chiến thực sự đã nổ ra chống lại tổ quốc của chúng tôi. Nhưng chúng tôi đã đẩy lùi chủ nghĩa khủng bố quốc tế và chúng tôi sẽ bảo vệ người dân Donbass, đảm bảo an ninh của chúng tôi. Sau đó, ông Putin chỉ trích Mỹ và các đồng minh phương Tây đã quên ai là người đã tiêu diệt chủ nghĩa phát xít, bảo vệ tổ quốc, giải phóng người dân châu Âu. Ông cũng cho rằng các nước phương Tây kích động xung đột và đảo chính, cũng như phá hủy các giá trị truyền thống để tiếp tục áp đặt các quy tắc của riêng họ. Theo đó, Mỹ và đồng minh phương Tây giờ đây muốn hủy diệt đất nước chúng tôi, xóa bỏ kết quả của chiến tranh thế giới thứ hai và cuối cùng phá vỡ hệ thống an ninh toàn cầu cũng như luật pháp quốc tế. Ngoài ra, ông chủ điện Kremlin cũng nhấn mạnh rằng, giống như đại đa số người dân trên hành tinh này, chúng tôi muốn nhìn thấy một tương lai hòa bình, tự do và ổn định. Lễ duyệt binh chiến thắng diễn ra trong bối cảnh an ninh được siết chặt trên toàn lãnh thổ sau hàng loạt vụ tấn công bằng máy bay không người lái UAV vào lãnh thổ Nga, trong đó có vụ UAV phát nổ phía trên Điện Kremlin rạng sáng ngày 3 tháng 5. Hơn 10.000 quân nhân Nga cùng 125 đơn vị khí tài đã tham gia lễ duyệt binh mừng ngày chiến thắng. Trước đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã nói rằng giới chức Nga sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo an ninh cho cuộc duyệt binh. Thưa quý vị, sau nhiều lần tiết lộ về kế hoạch phản công của mình, khiến cho nhiều người đoán già đoán non về việc sẽ nổ ra một cuộc phản công lớn mà Kiev đang lên kế hoạch. Thế nhưng vào thời khắc quan trọng, khi mà kế hoạch đang đến gần, thì trợ lý của Tổng thống Volodymyr Zelensky, ông Mikhail Podolyak, đã cho biết cuộc xung đột đang diễn ra giữa Nga và Ukraine không phải là một bộ phim Hollywood và không nên kỳ vọng cuộc phản công sắp xảy ra của Kiev sẽ là một bước ngoặt trong đó. Ông cho biết, khi chúng ta nói về một cuộc phản công, rằng nó sẽ khiến Nga sụp đổ hoặc ngược lại, sẽ không có lợi cho Ukraine. Có vẻ như chúng ta đang ở trong một bộ phim Hollywood, nơi một trận chiến lớn ở trung địa bắt đầu và một trận chiến vì Goldor sẽ quyết định mọi thứ. Mọi thứ không xảy ra như vậy. Theo ông Podolyak, cuộc phản công sắp tới sẽ là một tập hợp gồm nhiều sự kiện, trong đó một số sự kiện có thể thành công hơn, trong khi những sự kiện khác có thể không được như vậy. Bình luận của ông Podolyak tương tự những tuyên bố gần đây của nhiều quan chức Ukraine và phương Tây kêu gọi công chúng không đặt kỳ vọng quá cao vào cuộc phản công được chờ đợi từ lâu. Chiến dịch ban đầu dự kiến sẽ bắt đầu vào mùa xuân, thậm chí sớm nhất là vào cuối mùa đông, nhưng cho đến nay vẫn chưa được thực hiện. Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba gần đây cũng nhấn mạnh không nên coi cuộc phản công là thời điểm quyết định trong toàn bộ cuộc xung đột. Nhiều quan chức cấp cao của Mỹ cũng bày tỏ nghi ngờ việc Ukraine có thể sớm đạt được mục tiêu đã tuyên bố là đẩy quân đội Nga khỏi tất cả các vùng lãnh thổ mà họ tuyên bố là của mình. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby gần đây cảnh báo Moscow có thể sớm phát động một cuộc tấn công mới. Ông Kirby nói, vào mùa xuân, khi thời tiết tốt hơn, Nga có thể sẽ tấn công ở một số khu vực.
Còn với Thủ tướng Ukraine Denis Miho, nói rằng Ukraine đang chuẩn bị kỹ lưỡng cho kế hoạch phản công mới chống lại các lực lượng của Nga khi ông trả lời phỏng vấn Sky News. Tại cuộc phỏng vấn này, thì ông đã nhấn mạnh rằng cuộc phản công là rất quan trọng và phải đạt được thành công. Điều này cho thấy dư luận không thể biết chính xác liệu kế hoạch phản công có thực sự nổ ra hay không. Thủ tướng Denis Miho không đưa ra thời điểm cuộc phản công của quân Ukraine, song nhấn mạnh điều đó sẽ chỉ được tiến hành vào thời điểm thích hợp. Theo Thủ tướng Ukraine, ngày quan trọng nhất đối với Kiev sẽ là khi nước này giành thắng lợi trước đối phương. Trước đó, quân đội Ukraine nói rằng các vụ tập kích của Nga đã gây thương vong cho dân thường, cũng như làm hư hại nhiều tòa nhà cao tầng và hạ tầng dân sự. Nga dường như đang tăng cường các cuộc tập kích vào Ukraine giữa bối cảnh có nhiều thông tin rằng Kiev sắp mở đợt phản công lớn. Moscow đã phóng nhiều UAV và tên lửa vào Kiev và các khu vực khác gần như hàng đêm trong tuần qua. Ukraine và phương Tây gần đây nhiều lần đề cập đến chiến dịch phản công quy mô lớn nhằm giành lại các khu vực Nga đang kiểm soát. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov ngày 28 tháng 4 cho biết Ukraine sắp chuẩn bị xong và sẵn sàng mở đợt phản công khi điều kiện thuận lợi. Trước đó, tờ Wall Street Journal dẫn lời các quan chức châu Âu cho biết cuộc phản công của Ukraine nhằm giành lợi thế trong đối thoại với Nga. Theo tờ Wall Street Journal, cuộc phản công của Kiev có thể dọn đường cho các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine vào cuối năm nay với vai trò trung gian hòa giải của Trung Quốc. Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Alexei Danilov mới đây bác lời kêu gọi đối thoại nhằm giải quyết xung đột với Nga, đồng thời kêu gọi phương Tây cung cấp thêm vũ khí. Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Moscow luôn ủng hộ việc tổ chức đàm phán, nhưng đối thoại về tình hình xung quanh Ukraine chỉ có thể thực hiện được nếu tính đến các lợi ích và quan ngại chính đáng của Nga. Sau khi thông báo về hiện trạng đạn dược cho cuộc chiến, Ukraine nhiều lần nói rằng cần có sự hỗ trợ từ NATO và phương Tây. Trước giờ phản công, Ba Lan thông báo chuyển giao 10 máy bay chiến đấu MiG-29 cho Ukraine và chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã công bố gói viện trợ quân sự dài hạn mới trị giá 1,2 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine nhằm đảm bảo cho cuộc chiến sắp tới. Pravda Ukraine đã dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak cho hay nước này đã hoàn tất bàn giao 10 tiêm kích MiG-29 do Liên Xô sản xuất cho Ukraine. Trước đó, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda từng cam kết tài trợ Kiev tổng cộng 14 chiếc MiG-29. Ba Lan sở hữu 28 chiếc MiG-29 do Liên Xô phát triển. Ông Duda phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ở Warsaw hồi tháng 4 năm 2023 rằng trong tương lai, chúng tôi có thể chuyển toàn bộ phi đội MiG-29 còn lại cho Ukraine nếu họ vẫn còn nhu cầu. Phần lớn trong số những chiếc MiG-29 của Ba Lan được Đức chuyển giao năm 2004. Đức thừa hưởng 24 tiêm kích MiG-29 từ Đông Đức sau khi thống nhất đất nước năm 1990. Vào thời điểm đó, MiG-29 được coi là một trong những máy bay chiến đấu tiên tiến nhất thế giới. Ngoài Ba Lan, Slovakia cũng thông báo việc chuyển giao 13 chiếc MiG-29 cho Kiev. Hai quốc gia này thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho Ukraine kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt và nhiều lần hối thúc đồng minh NATO viện trợ Kiev vũ khí hạng nặng. Cơ số máy bay chiến đấu trên được bàn giao cho Ukraine vào thời điểm quân đội nước này chuẩn bị tiến hành đợt phản công quy mô lớn. Động thái được mô tả là vừa nhằm giành lại các khu vực trọng yếu, vừa chứng minh với các nước phương Tây rằng việc tiếp tục viện trợ quân sự là xứng đáng. Để đạt kết quả phản công, Ukraine được cho là phải có lợi thế áp đảo về hỏa lực và quân số. Tuy nhiên, sau hơn một năm giao tranh, Nga đã thiết lập phòng tuyến rất mạnh mẽ dọc chiến tuyến dài hơn 1.000 km, chưa kể năng lực tấn công vượt trội. Tờ Washington Post trích dẫn các đánh giá tình báo của Mỹ bị rò rỉ hồi tháng trước cho thấy Washington hoài nghi về khả năng Kiev đạt được tiến bộ đáng kể với chiến dịch phản công, một phần do những hạn chế trong huấn luyện binh sĩ và nguồn cung đạn dược. Trong diễn biến liên quan tình hình chiến sự, Pravda Ukraine đưa tin một cảnh báo không kích đã được kích hoạt ở thủ đô Kiev và nhiều khu vực của Ukraine từ lúc 3 giờ 30 phút sáng nay, tức 7 giờ 30 phút giờ Hà Nội, tức chỉ ít giờ trước thời điểm Nga tổ chức duyệt binh chiến thắng ở Quảng Trường Đỏ. Sau đợt không kích đêm ngày 7, rạng sáng ngày 8 tháng 5, Ukraine nói rằng họ bắn rơi toàn bộ 35 UAV tự sát mà Nga triển khai nhằm vào một loạt thành phố, nhưng không nhắc tới hiệu suất hạ tên lửa hành trình. Truyền thông Ukraine ghi nhận nhiều vụ nổ lớn ở thành phố cảng Odessa bên bờ biển Đen. Có lẽ trong lúc này thì Ukraine đang ở điều kiện tốt nhất thì phải. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã cho rằng Ukraine hiện được trang bị đủ nguồn lực để tiến hành phản công, giành lại lãnh thổ bị Nga kiểm soát kể từ năm ngoái. Ngoại trưởng Blinken phát biểu trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Anh James Cleverly rằng
họ đã ở vị thế có đủ những thứ họ cần để tiếp tục thành công trong việc giành lại lãnh thổ bị Nga kiểm soát trong vòng 14 tháng trở lại đây. Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ nói thêm, đó không chỉ là vũ khí mà còn về mức độ được huấn luyện. Hoạt động hỗ trợ huấn luyện đảm bảo Ukraine có thể vận hành và bảo dưỡng các hệ thống khí tài mà chúng tôi cung cấp cho họ. Tất nhiên, quan trọng là họ có những kế hoạch đúng đắn và triển vọng thành công. Nhận định của ông Blinken được đưa ra cùng ngày khi Mỹ công bố gói viện trợ bổ sung trị giá 1,2 tỷ đô la Mỹ nhằm giúp Ukraine tăng cường năng lực phòng không và đáp ứng nhu cầu đạn dược của Kiev. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, gói viện trợ gồm đạn pháo 155mm, một số loại đạn dược khác, thiết bị để tích hợp radar, tên lửa, bệ phóng do phương Tây sản xuất với hệ thống phòng không Ukraine, dịch vụ ảnh chụp vệ tinh thương mại cùng các hỗ trợ về huấn luyện, bảo dưỡng. Thông cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ nêu rõ, gói viện trợ thể hiện cam kết của Mỹ trong việc đáp ứng những nhu cầu cấp bách của Ukraine, gồm đảm bảo năng lực cho Ukraine trong tương lai gần như đảm bảo nguồn cung đạn dược, hệ thống phòng không. Ngoài ra, gói hỗ trợ cũng giúp Ukraine tăng cường năng lực phòng vệ lãnh thổ trong dài hạn. Trong một diễn biến liên quan khác, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Pat Ryder hôm qua xác nhận quân đội Ukraine đã bắn hạ thành công tên lửa siêu vượt âm Kinzhal của Nga. Ông Ryder nói, tôi có thể xác nhận rằng họ đã bắn rơi tên lửa của Nga bằng hệ thống phòng thủ Patriot. Như quý vị biết, hệ thống này là một phần trong năng lực phòng không mà Mỹ và cộng đồng quốc tế cung cấp cho Ukraine. Ông nhấn mạnh thêm, Washington và các đối tác sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine bảo vệ vùng trời, bảo vệ người dân của mình. Trước đó, Tư lệnh Không quân Ukraine Mykola Ovechuk thông báo quân đội nước này đã bắn hạ tên lửa Kinzhal của Nga nhắm vào Kiev rạng sáng ngày 4 tháng 5. Tên lửa siêu vượt âm Kinzhal là một trong 6 siêu vũ khí được Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố năm 2018. Truyền thông Nga cho biết tên lửa Kinzhal có tầm bắn khoảng 2.000 km, tốc độ gấp 10 lần vận tốc âm thanh, khoảng hơn 12.000 km một giờ, khiến việc đánh chặn gần như là không thể. Tên lửa có thể mang theo đầu đạn thông thường nặng 500 kg hoặc đầu đạn hạt nhân với đương lượng nổ 100-500 kiloton. Ukraine trước đó từng thừa nhận không thể đánh chặn hai loại tên lửa hành trình của Nga gồm Kinzhal và KH-22, do đó họ đề nghị phương Tây viện trợ các tổ hợp phòng không hiện đại. Ukraine tháng trước đã nhận được các hệ thống Patriot do Mỹ, Đức và Hà Lan cung cấp. Vội vàng khoe phản công, giờ đây Ukraine lại nơm nớp lo sợ. Ukraine lo lắng các đồng minh phương Tây sẽ ngừng gửi vũ khí và viện trợ nếu cuộc phản công dự kiến của Kiev có thể không được như mong muốn. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov nói với The Washington Post rằng trong khi Ukraine háo hức phát động một cuộc tấn công mạnh mẽ sau nhiều tháng chiến tranh tiêu hao ở miền đông đất nước, các quan chức lo ngại rằng cuộc phản công đã được các nhà lãnh đạo thế giới đánh giá quá cao. Ông Reznikov nói với The Washington Post rằng nếu mọi người đang hy vọng vào một điều gì đó to lớn, thì kết quả thực tế của cuộc tấn công có thể dẫn đến sự thất vọng về mặt tinh thần. Thông điệp thận trọng của ông Reznikov được đưa ra chỉ vài ngày sau khi ông khoe rằng Ukraine đã sẵn sàng tiến hành cuộc tấn công và vũ khí do phương Tây cung cấp sẽ đóng vai trò là quả đấm sắt trong cuộc phản công. Ông Reznikov cho biết một phần áp lực đến từ thành công bất ngờ của Ukraine năm ngoái. Lúc đó, Ukraine đã lợi dụng những tính toán sai lầm của Nga ngăn chặn một cuộc tấn công Kiev ngay từ đầu cuộc chiến. Kiev cũng tiến hành hai cuộc phản công lớn, chiếm lại Kharkov và buộc quân Nga phải rút lui ở Kherson. Ông nói thêm, chúng tôi đã truyền cảm hứng ở khắp mọi nơi vì nhận thức rằng chúng tôi sẽ gục ngã trong 72 giờ. Reznikov nói, theo Post. Nhưng thành tích đó có nghĩa là các đối tác của Ukraine hiện có kỳ vọng chung rằng lịch sử thành công sẽ lặp lại. Ông Reznikov cho biết, các đồng minh đã nói với ông rằng giờ đây họ cần một ví dụ thành công tiếp theo vì chúng tôi cần cho người dân của mình thấy điều đó. Thưa quý vị, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết mọi thứ bị phá hủy hoàn toàn ở thành phố Bakhmut sau các cuộc giao tranh khốc liệt. Quân đội Ukraine nói rằng Nga không thể giành được quyền kiểm soát thành phố Bakhmut trước ngày chiến thắng mùng 9 tháng 5. Phía Ngoại trưởng Mỹ cho rằng Kiev đã được trang bị đủ nguồn lực để phản công. Tổng thống Zelensky nói trong cuộc họp báo chung với Chủ tịch châu Âu Ursula von der Leyen trong chuyến thăm của bà tới Kiev hôm mùng 9 tháng 5, đề cập tới thành phố Bakhmut ở miền đông Ukraine rằng thật không may, thành phố này không còn tồn tại nữa, mọi thứ đã bị phá hủy hoàn toàn. Ông Zelensky cũng cho biết Nga không thể giành được quyền kiểm soát thành phố Bakhmut trước ngày chiến thắng mùng 9 tháng 5 và nói thêm rằng họ không thể chiếm được Bakhmut. Đây là mục tiêu quân sự quan trọng cuối cùng mà họ muốn hoàn thành trước ngày mùng 9 tháng 5. Trước đó, theo Reuters, trong ngày mùng 9 tháng 5, Bộ Chỉ huy Quân sự miền đông Ukraine cho biết
Nga đã liên tục tăng cường pháo kích để cố giành quyền kiểm soát hoàn toàn Bakhmut trước ngày 9 tháng 5, nhưng bất thành. Ông Sergei Cherevati, phát ngôn viên Bộ Chỉ huy Miền Đông cho biết, đối phương vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được Bakhmut. Cục diện vẫn không có sự thay đổi đáng kể nào. Tổng thống Ukraine cũng cho biết, đạn dược mà Liên minh châu Âu EU cam kết chuyển giao cho Ukraine là cần thiết trên chiến trường, đồng thời kêu gọi EU chuyển giao nhanh hơn. Ukraine hàng ngày chứng minh hiệu quả phòng thủ của chúng tôi trước cuộc tấn công của Nga. Mỗi tên lửa của đối phương bị đánh chặn, mỗi thành công của các chiến binh của chúng tôi trong việc đánh bại các cuộc tấn công của Nga đều là bằng chứng cho thấy chúng tôi có thể chiến thắng họ. Điều quan trọng là khả năng của chúng tôi cần phải tương xứng với khả năng của đối phương. Trong bối cảnh này, tôi cảm ơn bà Ursula vì sự sẵn sàng của Liên minh châu Âu trong việc cung cấp cho Ukraine loại đạn dược rất cần thiết này, 1 tỷ quả đạn pháo. Chúng tôi cũng thảo luận về các vấn đề chính, tốc độ mua sắm và chuyển giao loại đạn này bởi vì chúng hiện cần thiết trên chiến trường. Cùng ngày, Yevgeny Prigozhin, người sáng lập tổ chức quân sự tư nhân Nga Wagner, cho biết Ukraine đang nỗ lực chọc thủng phòng tuyến của Nga ở Bakhmut. Ông tuyên bố rằng quân đội Ukraine đang chọc thủng hai bên sườn theo hướng Bakhmut, tập hợp lực lượng ở Zaporozhye và một cuộc phản công sẽ sớm bắt đầu. Mặc dù chỉ nhận được 10% số lượng đạn dược cần thiết, lực lượng Wagner sẽ ở lại Bakhmut trong vài ngày nữa. Ông chủ Wagner tuần trước thông báo sẽ rút lực lượng Wagner khỏi Bakhmut vào ngày 10 tháng 5 sau nhiều tháng tham chiến cùng quân đội Nga. Lý do ông Prigozhin đưa ra là Wagner không được cung cấp đầy đủ đạn dược khiến họ chịu tổn thất lớn ở Bakhmut. Theo ông Prigozhin, con số thương vong của Wagner kể từ đầu xung đột lên tới hàng chục nghìn người. Tuy nhiên, ông Prigozhin hôm 7 tháng 5 phát tín hiệu cho thấy ông có thể hủy kế hoạch rút lực lượng Wagner khỏi Bakhmut sau khi giới chức Nga cam kết cung cấp đạn dược và vũ khí để lực lượng này tiếp tục chiến dịch quân sự ở chảo lửa miền đông Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga hôm 9 tháng 5 tuyên bố các nhóm xung kích của Nga tiếp tục giao tranh với quân đội Ukraine ở phía tây Bakhmut với sự yểm trợ của các đơn vị đổ bộ đường không. Ông Trùng Wagner cho biết các lực lượng này đã kiểm soát 95% diện tích Bakhmut, trong khi Ukraine kiểm soát khoảng 2,36 km2. Trước đó, tướng Oleksandr Sirky, người chịu trách nhiệm chỉ huy lực lượng Ukraine tại Bakhmut, đã thông báo về việc Nga gia tăng sức ép để cố kiểm soát thành phố trước ngày 9 tháng 5. Ông Sirky nói rằng, lực lượng của Nga đã bắt đầu sử dụng các loại khí tài hiện đại hơn và đang dồn thêm lực lượng về Bakhmut. Về phía Nga, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Igor Konashenkov cho biết, tập đoàn Wagner và các đơn vị đổ bộ đường không đang tiếp tục đẩy lùi lực lượng Ukraine ở phía tây Bakhmut. Theo Guardian, trong ngày 9 tháng 5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có cuộc họp báo chung với người đồng cấp Anh James Cleverly. Tại đây, ông Blinken nói rằng Ukraine đã được trang bị đầy đủ nguồn lực để tiến hành phản công. Họ đã có đủ những phương tiện cần thiết để thành công trong việc giành lại lãnh thổ bị Nga kiểm soát. Chúng ta đang nói về số vũ khí và mức độ huấn luyện mà Kiev đã nhận được. Các chương trình đào tạo đảm bảo lính Ukraine có thể vận hành và bảo dưỡng khí tài phương Tây một cách hiệu quả. Dĩ nhiên, điều quan trọng nhất là Ukraine có một kế hoạch tác chiến hợp lý, ông Blinken nói. Nhận xét của Ngoại trưởng Mỹ được đưa ra sau khi Washington công bố gói viện trợ bổ sung trị giá 1,2 tỷ đô la Mỹ cho Kiev. Gói viện trợ bao gồm đạn pháo 155mm, radar, tên lửa, UAV hỗ trợ phòng không, kinh phí bảo trì và phụ tùng thay thế của nhiều hệ thống vũ khí. Theo TASS, trong ngày 9 tháng 5, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ một máy bay Su-25 và đánh chặn 3 tên lửa của Ukraine tại vùng Kherson. Bên cạnh đó, quân đội Nga cũng bắn rơi 10 UAV của Ukraine tại các khu vực định cư gần Lugansk, Donetsk và Kherson. Cũng theo thông báo này, trong vòng 24 giờ qua, quân đội Nga tại Donetsk đã loại khỏi vòng chiến đấu 465 binh lính, 2 xe tăng, 2 xe thiết giáp và lựu pháo của Ukraine. Thưa quý vị, sau khi Wagner đưa ra lời cảnh báo rút khỏi chảo lửa Bakhmut để tránh tổn thất do không được quân đội Nga đáp ứng đạn dược, phía quân đội Nga đã đáp trả, nếu lực lượng này rời vị trí chiến đấu, họ sẽ bị coi là phản quốc. Guardian dẫn thông báo của lãnh đạo tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, Yevgeny Prigozhin, ngày 9 tháng 5 cho biết, chúng tôi đã nhận được mệnh lệnh tác chiến, trong đó cảnh báo nếu chúng tôi rời vị trí chiến đấu ở Bakhmut, hành động đó sẽ bị coi là phản quốc. Đó là thông điệp gửi đến chúng tôi. Cuối tuần trước, ông Prigozhin thông báo các đơn vị của Wagner sẽ rút khỏi chảo lửa Bakhmut để tránh tổn thất do không được quân đội Nga đáp ứng đạn dược. Ông nói, thay mặt những người lính Wagner, tôi tuyên bố vào ngày 10 tháng 5, chúng tôi buộc phải bàn giao lại các vị trí ở Bakhmut cho các đơn vị của Bộ Quốc phòng Nga và rút lực lượng còn lại của Wagner về căn cứ hậu cần để ổn định hàng ngũ.
Tuy nhiên, hai ngày sau đó, ông Prigozhin cho biết đã nhận được những lời cam kết rằng quân đội Nga sẽ cung cấp mọi thứ mà Wagner cần để tiếp tục cuộc tấn công đã kéo dài nhiều tháng tại Bakhmut. Mặc dù vậy, cam kết này dường như chưa thể xoa dịu căng thẳng giữa Wagner và quân đội Nga. Ông Prigozhin hôm nay nhấn mạnh, nếu không có đạn dược, chúng tôi sẽ rời bỏ vị trí. Ông cho hay, vấn đề thiếu hụt đạn dược của Wagner đã được giải quyết một phần, nhưng nguồn cung còn quá ít. Phía Nga chỉ cung cấp 10% lượng đạn dược mà họ đề nghị. Ông Prigozhin cho biết lực lượng Wagner cần 300 tấn đạn dược, tương đương 10 container mỗi ngày. Ông nhấn mạnh Wagner sẽ tạm ở lại Bakhmut và tiếp tục đề nghị cung cấp đạn dược thêm vài ngày nữa. Trước đó, ông trùm Wagner cáo buộc Bộ Quốc phòng Nga chú ý hạn chế nguồn cung đạn dược cho các đơn vị của ông, ngay cả khi Wagner là lực lượng then chốt ở mặt trận Bakhmut suốt nhiều tháng qua. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về cáo buộc trên. Bakhmut là một thành phố nhỏ ở tỉnh Donetsk, một mặt trận khốc liệt hiện nay ở miền đông Ukraine. Nga đã dồn lực lượng tới đây nhằm mục tiêu kiểm soát hoàn toàn thành phố này, mở rộng tiến công sang các thành phố lớn khác của Ukraine. Các lực lượng thân Nga cho biết, Moscow đã kiểm soát khoảng 95% Bakhmut, song cũng phải chịu tổn thất không nhỏ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nói rằng Nga đã không thể kiểm soát Bakhmut trước thời hạn mùng 9 tháng 5, thời điểm đánh dấu kỷ niệm 78 năm ngày chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Ông nhiều lần khẳng định Ukraine sẽ không từ bỏ Bakhmut bất chấp giới chức phương Tây đánh giá thành phố này không có hoặc có rất ít giá trị chiến lược. Cựu chỉ huy trung đoàn Azov, thiếu tá lực lượng vũ trang Ukraine Maxim Johorin đã nói về tình hình hiện tại ở Bakhmut trong một cuộc phỏng vấn với đài NV. Ông gọi nhiệm vụ ưu tiên ở phía Bắc Bakhmut là giữ con đường hiện tại vẫn là con đường duy nhất để liên lạc, sơ tán, vận chuyển, tiếp tế và tất cả những thứ tương tự. Đồng thời, ông nhấn mạnh rằng những người bảo vệ Bakhmut đã không mất bất kỳ vị trí nào trong những ngày gần đây. Các cuộc phản công đã được tổ chức để phá vỡ tiềm năng tấn công của kẻ thù. Ông Jarin nói, điều đáng chú ý là kẻ thù đã được giao nhiệm vụ chiếm thành phố trước ngày 9 tháng 5 bằng bất cứ giá nào. Nhưng họ không thành công, mặc dù thực tế là họ đang tung ra tất cả lực lượng của mình. Và ngay cả khi chúng tôi phá vỡ các nhóm tấn công của họ, họ cũng ngay lập tức tập hợp lại. Ông cho biết, đôi khi một nhóm người Nga tiến vào Bakhmut gồm cả lính đánh thuê Wagner và nhân viên quân đội Nga, và họ đã có một số LPR trước đây. Nếu chúng ta nói về tình hình này thì rất khó. Trên thực tế, nó vẫn khó khăn như trước đây. Giao tranh trong thành phố vô cùng khốc liệt. Đồng thời, ông Jarin nhấn mạnh rằng những người bảo vệ Bakhmut đã không mất bất kỳ vị trí nào trong những ngày gần đây. Hơn nữa, các cuộc phản công để phá vỡ tiềm năng tấn công của kẻ thù. Cựu chỉ huy trung đoàn Azov gọi nhiệm vụ ưu tiên ở phía Bắc Bakhmut là giữ con đường. Hiện vẫn còn là con đường duy nhất để liên lạc, sơ tán, vận chuyển, tiếp tế và tất cả những thứ tương tự. Bởi kẻ thù hiểu điều này và đang cố gắng chiếm lấy nó. Ở phía nam Bakhmut, quân trú phòng đã đánh đuổi được quân Nga ra khỏi một số vị trí. Tiềm năng tấn công của họ đang giảm rõ rệt. Rõ ràng là họ có vấn đề về nhân sự, nhưng chắc chắn không có vấn đề gì với pháo binh hay chẳng hạn như với hàng không. Bởi vì cả pháo binh và hàng không đều hoạt động liên tục, ngay cả khi chúng ta mất một số vị trí trong thành phố, vẫn có đủ lực lượng xung quanh thành phố để gây áp lực và tiêu diệt kẻ thù. Trước đó, lãnh đạo phong trào danh dự quân nhân Ukraine, Sergei Filimonov, nói với đài NV rằng cái gọi là các cuộc tấn công bằng Đại Bác của quân Nga ở Bakhmut đã dừng lại. Thứ trưởng Quốc phòng Volodymyr Havrilov lưu ý rằng việc giữ Bakhmut là điểm quan trọng để Ukraine chuẩn bị phản công. Nó cho phép người Ukraine ra lệnh cho các điều kiện ở tiền tuyến và giảm nguồn lực quân sự của Nga. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 1 tháng 5 rằng Washington ước tính Nga đã thiệt hại 20.000 người trong trận chiến giành Bakhmut trong 5 tháng qua. Tổng thiệt hại của Nga về số người chết và bị thương trong khu vực này lên tới 100.000 người. Trận chiến giành Bakhmut đã diễn ra từ tháng 7 năm 2022. Thưa quý vị, bất kỳ nỗ lực nào của Ukraine nhằm giành lại Crimea đều sẽ tiết lộ mức độ ủng hộ thực sự của phương Tây cho nước này. Giữa bối cảnh cuộc phản công của Ukraine sắp diễn ra, Mỹ và đồng minh sẽ phải quyết định họ muốn Kiev giành chiến thắng hay chỉ đơn giản là không thua. Ukraine dự kiến sẽ tiến hành cuộc phản công được dự đoán từ lâu trong những tuần tới sau nhiều tháng chuẩn bị. Trong khi chỉ có một vài chỉ huy của Ukraine được biết kế hoạch chiến đấu, thì hầu hết các nhà quan sát dự đoán cuộc phản công sẽ nhắm vào phía nam theo hướng biển Azov để chia cắt hành lang trên đất liền dọc các khu vực Moscow kiểm soát ở Ukraine, nối lục địa Nga với bán đảo Crimea.
Nếu cuộc phản công sắp tới có khả năng thành công, có thể Ukraine sẽ sớm tiến tới giành lại Crimea. Động thái này có thể đánh dấu một giai đoạn mới của cuộc xung đột, đồng thời là phép thử đối với quyết tâm của các nước ủng hộ Kiev. Trong khi các nhà lãnh đạo Ukraine vẫn kiên quyết cho rằng cuộc xung đột sẽ tiếp tục cho tới khi giành lại tất cả vùng lãnh thổ mà nước này tuyên bố chủ quyền, thì Moscow tuyên bố sẽ coi bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào vào Crimea là lằn ranh đỏ và là mối đe dọa với nước Nga. Trong khi đó, nhiều tiếng nói có tầm ảnh hưởng ở các nước phương Tây đặt câu hỏi về việc tấn công vào Crimea giữa lo ngại Tổng thống Putin có thể ra lệnh sử dụng vũ khí hạt nhân. Bất kỳ nỗ lực nào nhằm giành lại Crimea của Ukraine đều sẽ tiết lộ mức độ ủng hộ thực sự của phương Tây cho nước này. Kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự, câu hỏi về Crimea đã trở thành phép thử cho các đối tác phương Tây của Ukraine. Đó là liệu họ có muốn Ukraine giành chiến thắng hay chỉ đơn giản là ngăn chiến thắng của Nga? Trong khi cuộc xung đột ở Ukraine hiện đã bước sang tháng thứ 15, thì cả Nga và Ukraine dường như đều chưa nắm giữ lợi thế quyết định. Mặc dù tiền tuyến ở phía Nam và phía Đông Ukraine hầu như không có sự dịch chuyển kể từ khi Ukraine phản công ở Kherson và tuyên bố giành lại nhiều vùng lãnh thổ vào tháng 11 năm 2022. Nhưng việc miêu tả tình hình xung đột trong nửa năm qua bế tắc không hoàn toàn chính xác. Trên thực tế, đã có nhiều diễn biến xảy ra. Nga đã tăng cường tấn công vào các cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine, đồng thời nỗ lực bao vây đối phương ở Bakhmut. Trong khi đó, Ukraine quyết tâm tử thủ tại thành phố này, bất chấp phương Tây đặt câu hỏi về giá trị của nơi này. Kiev cũng đã nhận được các phương tiện chiến đấu hạng nặng sau sự dịch chuyển mang tính bước ngoặt của Mỹ và đồng minh khi quyết định hỗ trợ xe tăng chiến đấu chủ lực cho Ukraine. Dù Ukraine nhận được các vũ khí tiên tiến cũng như là được phương Tây huấn luyện, nhưng giới chuyên gia cho rằng khó có thể dự đoán kết cục trong cuộc phản công sắp tới của Kiev. Không giống như cuộc phản công ở Kherson, hiện nay Ukraine không thể dựa vào yếu tố bất ngờ. Trái lại, Nga có hàng trăm nghìn binh lính được chuẩn bị kỹ càng trong các phòng tuyến vốn đã được củng cố liên tục trong 6 tháng qua. Moscow cũng có lợi thế rõ ràng về lực lượng và vũ khí. Nếu quân đội Ukraine có thể xuyên thủng các phòng tuyến của Nga và tiếp cận bờ biển phía Nam, các lực lượng của Nga sẽ bị chia cắt và số lượng lớn binh lính Nga sẽ đối mặt với nguồn tiếp tế hạn chế cũng như bị bao vây dần dần. Trong kịch bản này, giới quan sát cho rằng Nga có lẽ phải rút về Donbass ở phía Đông và Crimea ở phía Nam. Bằng việc tấn công cầu Kerch nối lục địa Nga với bán đảo Crimea, Ukraine có thể ngăn chặn hiệu quả việc rút quân của Nga về bán đảo này. Giới quan sát thậm chí nhận định việc Ukraine giành được khu vực phía Nam có thể buộc các nhà lãnh đạo quân sự Nga phải đau đầu trước câu hỏi rút toàn bộ lực lượng đang bị bao vây khỏi Crimea. Nếu chọn ở lại, các lực lượng này có thể dễ bị tổn thương trước chiến dịch tấn công tên lửa và UAV của Ukraine nhằm làm gián đoạn khả năng hậu cần của quân đội Nga. Việc quân đội Ukraine có cần tiến hành một cuộc tấn công lớn để giành lại hoàn toàn Crimea hay không là một chủ đề được tranh luận sôi nổi. Một số quan điểm cho rằng Kiev chỉ cần đơn giản cô lập bán đảo này và làm tiêu hao dần các lực lượng của Nga cho tới khi họ không thể bám trụ ở các vị trí của mình. Việc thực hiện kế hoạch này sẽ chủ yếu phụ thuộc vào khả năng tấn công của Ukraine. Nhà quan sát Denis Sotis nhận định trên Hội đồng Đại Tây Dương rằng những nỗ lực quốc tế nhằm hỗ trợ vũ khí và huấn luyện cho Ukraine trong 6 tháng qua đang đưa nước này tiến gần vị trí có thể chia cắt các lực lượng của Nga và đe dọa vượt qua làn ranh đỏ mà Điện Kremlin vạch ra. Dù vậy, hiện vẫn còn nhiều nghi vấn về việc liệu các nước hỗ trợ Ukraine có hoàn toàn ủng hộ nỗ lực của Kiev nhằm giành lại Crimea hay không. Nếu cơ hội giành lại bán đảo này tăng lên trong những tháng tới, giới lãnh đạo phương Tây sẽ phải lựa chọn họ muốn Ukraine giành chiến thắng quyết định hay chỉ đơn giản là không thua. Gần đây, bà Tamila Tasheva, người chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề liên quan đến Crimea, xác nhận nhiều chính trị gia cấp cao của phương Tây đã cảnh báo Ukraine không nên giành lại Crimea bằng vũ lực. Theo bà, sự e dè của phương Tây xuất phát từ mối lo ngại rằng nếu bị mất khu vực này, Nga sẽ phản ứng bằng vũ khí hạt nhân chiến thuật. Bà Tasheva nói, một số chính trị gia phương Tây, không phải các nước phương Tây, đang cảnh báo Ukraine. Họ nói rằng việc giành lại Crimea có thể dẫn đến chiến tranh hạt nhân. Theo quan chức Ukraine, một số người đã đặt câu hỏi về việc liệu Crimea có thực sự là một phần của Ukraine hay không. Theo quan điểm của họ, chúng tôi nên từ bỏ hoàn toàn việc giành lại bán đảo này. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Andrei Zagorodnyuk cũng thừa nhận hầu hết các chính trị gia, nhà phân tích Mỹ và EU không tin Ukraine có khả năng hoàn toàn cam kết giành lại lãnh thổ Crimea từ Nga.
ông Andrei Zagorodnyuk cho hay, đa số các chính trị gia, nhà phân tích và nhà báo phương Tây đều cho rằng việc giải phóng Crimea là một mục tiêu không thực tế. Đó là sự thật. Tuy nhiên, theo cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, người làm việc trong chính quyền Tổng thống Zelensky từ tháng 8 năm 2019 đến tháng 3 năm 2020, những nghi ngờ của phương Tây không có nghĩa là Kiev nên từ bỏ ý tưởng tấn công bán đảo này. Ông cho rằng Kiev cần thuyết phục phương Tây để nhận được các vũ khí mà nước này cần và các hình thức hỗ trợ khác. Nhiều cuộc tấn công UAV đã được tiến hành ở Crimea trong những tuần gần đây. Các nhà chức trách Nga cáo buộc Ukraine đứng sau các vụ việc trên, song Kiev không trực tiếp nhận trách nhiệm. Tổng thống Zelensky đã nhiều lần bày tỏ hy vọng Ukraine sẽ giành lại Crimea cũng như là các vùng lãnh thổ Nga mới sáp nhập, gồm Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk, cùng với Zaporozhye và Kherson. Vào giữa tháng 2 năm 2023, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đánh giá nỗ lực của Ukraine nhằm giành lại Crimea sẽ là một lằn ranh đỏ cho Tổng thống Vladimir Putin và có thể dẫn đến phản ứng mạnh mẽ hơn từ Nga. Ngoại trưởng Blinken cũng bày tỏ quan điểm rằng Mỹ không chủ động khuyến khích Ukraine, nhưng quyết định là thuộc về Kiev. Trước đó, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đã cảnh báo Ukraine sẽ bốc cháy nếu tấn công Crimea. Nga có thể đáp trả theo bất kỳ cách thức nào nếu Ukraine tấn công các mục tiêu ở Crimea hoặc sâu trong lãnh thổ Nga, ông Medvedev cho hay. Ông cũng tuyên bố, chúng tôi sẽ không đặt ra bất kỳ giới hạn nào và sẵn sàng sử dụng mọi loại vũ khí tùy thuộc vào bản chất các mối đe dọa. Quyết định mà phương Tây đưa ra có thể định hình kết cục cuộc xung đột ở Ukraine và gây ra những chia rẽ về trật tự thế giới hậu xung đột. Liệu phương Tây có sẵn sàng thách thức lằn ranh đỏ của Nga? Theo ông Denis Sotis, phương Tây phải nhanh chóng suy nghĩ bởi quân đội Ukraine sắp tiến hành phản công và cần lời giải đáp cho câu hỏi khó trên. Thưa quý vị, trả lời phỏng vấn báo Washington Post, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, tất cả các thành viên của liên minh quân sự này ủng hộ kết nạp Ukraine nhưng phải sau khi xung đột với Nga chấm dứt. Tháng trước, khi thăm Kiev, ông Stoltenberg cũng từng đưa ra khẳng định tương tự. Tuyên bố này sau đó đã vấp phải phản ứng từ Thủ tướng Hungary Viktor Orbán. Ông Orbán tỏ ra ngạc nhiên khi Hungary chưa được các đồng minh tham vấn về vấn đề này. Ông Stoltenberg cho biết NATO đang giúp Ukraine chuyển đổi từ khí tài, học thuyết, tiêu chuẩn thời Liên Xô và có thể tương tác với các lực lượng của NATO. Ngoài ra, Liên minh cũng hỗ trợ Kiev cải cách và hiện đại hóa các cơ chế quân sự và quốc phòng. Người đứng đầu NATO nhấn mạnh, vấn đề cấp bách hiện nay là đảm bảo Ukraine có thể bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, bởi nếu Ukraine không làm được điều đó, sẽ không có gì để đàm phán. Theo ông Stoltenberg, NATO có hai nhiệm vụ cơ bản trong tình hình xung đột hiện nay ở Ukraine. Một là hỗ trợ Ukraine, hai là tránh leo thang căng thẳng với việc làm rõ NATO không phải bên tham gia vào xung đột. Ông nêu rõ, việc triển khai 40.000 quân của Liên minh đến Đông Âu cũng nhằm để tránh leo thang với Nga. Ông tiết lộ Mỹ, Canada và Anh đã cung cấp 78% hỗ trợ của Liên minh cho Ukraine, đồng thời huấn luyện quân đội cho Kiev kể từ năm 2014. Xung đột ở Ukraine đã làm thay đổi căn bản NATO, nhưng phải nhớ rằng cuộc khủng hoảng này không bắt đầu vào năm 2022. Nó bắt đầu vào năm 2014. Ông Stoltenberg nhấn mạnh và cho biết kể từ đó các thành viên đều tăng đáng kể chi tiêu quân sự để thể hiện trách nhiệm với Liên minh. Ukraine từ lâu đã theo đuổi tham vọng gia nhập Liên minh quân sự do Mỹ dẫn dắt. Liên minh này hiện có 31 thành viên, trong đó Phần Lan là thành viên mới nhất, được kết nạp sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine. NATO hứa hẹn sẽ cho phép Ukraine gia nhập, song để ngỏ việc ấn định thời điểm cụ thể. Giới quan sát cho rằng Liên minh này sẽ chưa kết nạp Kiev, ít nhất là khi xung đột Nga-Ukraine tiếp diễn. Chiến sự ở Ukraine đã bước sang năm thứ hai, song chưa có dấu hiệu lắng xuống. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 9 tháng 5 đánh giá hiện tại không có triển vọng đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine vì cả hai bên đều tin rằng họ có thể giành chiến thắng. Ông nói, tôi nghĩ các cuộc hòa đàm không thể thực hiện vào lúc này. Cả hai bên đều tin rằng họ có thể giành chiến thắng. Tôi không thấy Nga sẵn sàng rút quân khỏi những vùng lãnh thổ mà họ đang kiểm soát ở thời điểm hiện tại. Và tôi nghĩ rằng Ukraine đang hy vọng có thể giành lại chúng. Khi được hỏi về khả năng của Trung Quốc và Brazil trong việc trở thành trung gian hòa giải, ông Guterres nhấn mạnh, tôi đã nói các cuộc đàm phán hòa bình sẽ không diễn ra vào lúc này, nhưng tôi hy vọng nó sẽ diễn ra trong tương lai.
Ông cho hay Liên Hợp Quốc đang làm những gì có thể để đối thoại với cả hai bên nhằm giải quyết các vấn đề cụ thể như xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine, xuất khẩu thực phẩm và phân bón của Nga. Thưa quý vị, phát biểu trong cuộc họp chung với người đồng cấp Anh James Cleverly, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho rằng Ukraine hiện được trang bị đầy đủ nguồn lực để tiến hành phản công, giành lại lãnh thổ bị Nga kiểm soát kể từ năm ngoái. Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ nói thêm, đó không chỉ là vũ khí mà còn về mức độ được huấn luyện. Hoạt động hỗ trợ huấn luyện đảm bảo Ukraine có thể vận hành và bảo dưỡng các hệ thống khí tài mà chúng tôi cung cấp cho họ. Tất nhiên, quan trọng là họ có những kế hoạch đúng đắn và có triển vọng thành công. Nhận định của ông Blinken được đưa ra cùng ngày khi Mỹ công bố gói viện trợ bổ sung trị giá 1,2 tỷ đô la Mỹ nhằm giúp Ukraine tăng cường năng lực phòng không và đáp ứng nhu cầu đạn dược của Kiev. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, gói viện trợ gồm đạn pháo 155mm, một số loại đạn dược khác, thiết bị để tích hợp radar, tên lửa, bệ phóng do phương Tây sản xuất với hệ thống phòng không Ukraine, dịch vụ ảnh chụp vệ tinh thương mại cùng các hỗ trợ về huấn luyện, bảo dưỡng. Thông cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ nêu rõ, gói viện trợ thể hiện cam kết của Mỹ trong việc đáp ứng những nhu cầu cấp bách của Ukraine, gồm đảm bảo năng lực cho Ukraine trong tương lai gần, như đảm bảo nguồn cung đạn dược, hệ thống phòng không. Ngoài ra, gói hỗ trợ cũng giúp Ukraine tăng cường năng lực phòng vệ lãnh thổ trong dài hạn. Trong một diễn biến liên quan khác, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Pat Ryder hôm qua xác nhận quân đội Ukraine đã bắn hạ thành công tên lửa siêu vượt âm Kinzo của Nga. Ông Ryder nói, tôi có thể xác nhận rằng họ đã bắn rơi tên lửa của Nga bằng hệ thống phòng thủ Patriot. Như quý vị đã biết, hệ thống này là một phần trong năng lực phòng không mà Mỹ và cộng đồng quốc tế cung cấp cho Ukraine. Ông nhấn mạnh thêm, Washington và các đối tác sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine bảo vệ vùng trời, bảo vệ người dân của mình. Trước đó, Tư lệnh Không quân Ukraine Mykola Etchuk thông báo quân đội nước này đã bắn hạ tên lửa Kinzo của Nga nhắm vào Kiev rạng sáng 4 tháng 5. Tên lửa siêu vượt âm Kinzo là một trong 6 siêu vũ khí được Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố năm 2018. Truyền thông Nga cho biết tên lửa Kinzo có tầm bắn khoảng 2.000 km, tốc độ gấp 10 lần vận tốc âm thanh, khoảng hơn 12.000 km/h, khiến việc đánh chặn gần như là không thể. Tên lửa có thể mang theo đầu đạn thông thường nặng 500 kg hoặc đầu đạn hạt nhân với đương lượng nổ từ 100 tới 500 kiloton. Ukraine trước đó từng thừa nhận không thể đánh chặn hai loại tên lửa hành trình của Nga gồm Kinzo và KH-22. Do đó, họ đề nghị phương Tây viện trợ các tổ hợp phòng không hiện đại. Ukraine tháng trước đã nhận được các hệ thống Patriot do Mỹ, Đức và Hà Lan cung cấp. Trước căng thẳng leo thang giữa Nga và Ukraine, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nói với El País của Tây Ban Nha rằng đàm phán hòa bình ở Ukraine hiện nay là điều bất khả thi khi cả Nga và Ukraine đều tin có thể giành chiến thắng quân sự và không sẵn sàng thỏa hiệp. Trong cuộc phỏng vấn được công bố tuần này, ông Guterres nói, thật không may, tôi tin rằng các cuộc đàm phán hòa bình là không thể vào lúc này. Ông giải thích, Nga dường như không sẵn lòng rút khỏi các vùng lãnh thổ mà nước này kiểm soát vào thời điểm này, trong khi Ukraine đang hy vọng giành lại các vùng lãnh thổ bằng vũ lực. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc nói thêm, dù cả Kiev và Moscow vẫn tin có thể đạt được mục tiêu của mình về mặt quân sự, tổ chức đa phương lớn nhất thế giới vẫn đang làm tất cả những gì có thể để khiến hai bên đàm phán. Ông Antonio Guterres đề cập đến thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen là sáng kiến quan trọng nhất cho đến thời điểm hiện tại. Tương lai của thỏa thuận ngũ cốc giữa Nga và Ukraine do Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian đang ở tình thế chưa rõ ràng về tương lai khi Nga từ chối gia hạn sau ngày 18 tháng 5. Theo ông Guterres, các đại diện cấp cao đang làm việc để sắp xếp cuộc họp của các bên liên quan tại Istanbul nhằm gia hạn thỏa thuận. Ông cũng thừa nhận sự phản đối của Moscow là hợp lý. Ông đồng thời nói thêm, dù việc xuất khẩu thực phẩm và phân bón từ Nga không bị trừng phạt, nhưng đang bị ngăn cản bởi những trở ngại gián tiếp vẫn còn. Chia sẻ với Habertürk TV của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 7 tháng 5, ông Ibrahim Kalin, cố vấn hàng đầu của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ về chính sách đối ngoại, cho rằng xung đột Nga-Ukraine sẽ không kết thúc với lợi thế về vị trí mà với một thỏa thuận an ninh mới giữa hai khối toàn cầu. Ông lập luận, cuộc xung đột hiện tại thực sự là một cuộc xung đột giữa Nga và phương Tây, điều này lặp lại quan điểm của Moscow. Ông Kalin giải thích, cuộc chiến này không phải giữa Nga và Ukraine, mà là giữa Nga và khối phương Tây, chiến tranh lạnh 2.0. Tuy nhiên, quan chức Thổ Nhĩ Kỳ lưu ý, hiện có rất ít cơ hội đối thoại vì bầu không khí quốc tế đang nghiêng về chiến tranh hơn là hòa bình.
Trong khi đó, cùng ngày, cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger nói với CBS News rằng xung đột ở Ukraine có thể đang tiến đến điểm ngoặt. Nhà ngoại giao kỳ cựu của Mỹ dự đoán các cuộc đàm phán hòa bình dưới sự bảo trợ của Trung Quốc có thể diễn ra vào cuối năm 2023. Bắc Kinh đã đề xuất kế hoạch hòa bình gồm 12 điểm nhân dịp một năm xung đột Nga-Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin hoan nghênh một nội dung trong tài liệu của Trung Quốc, trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đồng ý với một số điểm nhưng giữ quan điểm không đàm phán với chính phủ của Tổng thống Putin. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Tiêu điểm quốc tế trên VTC News ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại!